Đây là chim bổi 2 tháng rưỡi các bạn ơi. Xích chân nó xong rồi nè, xong cái khóa hút xích chân nè, giờ tháo rồi không cần nữa. Giờ hết bài rồi. Nó giờ nó vậy nè. Đã không? Chim bảy ở Đồng Tháp gì à? 2 tháng, hơn 2 tháng chứ nhiều. Sao 2 tháng rưỡi đi? Giờ là không giờ, cần nữa. Giờ là em ấy còn hơn chim chim thuần ta nuôi 2-3 năm nữa. Một bộ xích xong sứ mệnh rồi, giờ cắt bỏ không cần nữa. Giờ thả ra là vuốt vô tư ha. Giờ lệnh cho nó sùng lên nữa thôi là được rồi. Vậy là thành công rồi. Có ngày nào cũng bắt anh nghịch như vậy. Rít nó quen thôi. Không tin luôn không? Mới có hơn 2 tháng rồi mà. Mới có hơn 2 tháng rồi mà nó dày rồi. Cắt cánh, xích chân. Hôm nay là không cần bộ xích nữa, cắt dọc luôn. Này là nó mổ này, nó bị tưa đó. Bộ sợi này vẫn xài được nè. Về cột này lại xích một bên. Xích giò gãy giò. Xích này giò gãy, xích giò gãy giò. Còn cái này là cái cánh của con kia. Mình có 2 con lận, còn con này cắt lâu rồi. Giờ em ấy đã ngoan ngoãn đi. Muốn làm gì làm. Thấy gì không các bạn? Này nó dạ này nè không? Trời ơi, thành quả đầu tiên nha. Lên tay chơi coi. Cái lúc mà nó bị xích á, mình bắt ra mình nghịch nó mết luôn, cái riết về nó quen rồi nữa ha. Thành chim bổi ha. Chim bổi mới thành chim non rồi ha. Giờ tập cho nó lên lửa đi ha. Rồi mày sẽ là chim mồi. Đi đâu chở đi không cần chìm áo lần nữa. Không mà phải tập thêm thời gian đi, tại nhiều khi mình chạy tới chạy lui á nó bay. Không ngờ luôn anh ơi. Rồi thôi, xin chào các bạn.